hoàn thành xong bài thi sớm nhất trường, nhiều nam sinh phấn khởi liền ăn mừng theo kiểu Ronaldo. Như vậy, đến chiều hôm nay ngày 28 tháng 6, hàng triệu sĩ tử lớp 12 trên cả nước đã hoàn thành xong tất cả các môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 12 năm đèn sách cực khổ của mỗi học sinh. Mới đây, xuất hiện nhiều đoạn clip của các sĩ tử hoàn thành xong bài thi sớm nhất trường và sau đó đã tiến ra cổng trường và thực hiện màn ăn mừng theo kiểu Ronaldo trông rất chi là đẹp mắt. Hành động này không chỉ đơn thuần là một cách để các bạn thể hiện niềm vui và sự nhẹ nhõm sau khi vượt qua kỳ thi căng thẳng, mà còn gây ấn tượng với hàng trăm ánh mắt ở bên ngoài cổng trường săn đón, thì các sĩ tử đã ngạo nghễ và tự tin thể hiện màn ăn mừng đẹp mắt này. Tự tin và tràn đầy năng lượng của hai nam sinh vừa hoàn thành xong bài thi khiến nhiều người không khỏi bật cười mà vỗ tay tán thưởng. Việc hoàn thành xong bài thi sớm đã là một chiến thắng lớn của nhiều học sinh bởi đã dành nhiều thời gian ôn luyện và nỗ lực để đạt được kết quả tốt, và cách ăn mừng độc đáo này là cách chia sẻ niềm vui đến với mọi người xung quanh. Được biết trước đó không lâu cũng xuất hiện một học sinh lớp 9 vừa hoàn thành xong bài thi tuyển sinh vào lớp 10, cũng đã có màn ăn mừng theo kiểu Ronaldo, nhưng cái kết lại là cảm lạnh bởi màn ăn mừng đi vào lòng đất của cậu nam sinh, làm đau một nhưng quê thì 10. Đây có thể xem là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong thời học sinh khi được tất cả mọi người đứng trước cổng trường săn đón và được thực hiện màn ăn mừng của mình. Hồi hộp ghê, xem mà cứ sợ ổng lại vấp cỏ như em học sinh lớp 9 cơ. Mặc áo của anh Bảy thì chỉ có được 7 điểm thôi nha em, còn muốn 10 điểm thì mặc áo của Messi nha. Cũng may là không vấp cỏ đó nha, chứ vấp một cái lại quê muốn đội quần luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.